Bạn chuẩn bị xen tiểu ma vương gia thôn, quẩy tung tiên dưới tập 116. Thụ đạo nhân trong lòng suy nghĩ, đối với vị kia, hắn là trong lòng sợ, bởi vì đó là hắn sống mấy ngàn vạn năm đã thấy người bên trong, quỷ dị nhất, đặc biệt một vị. Dường như, tại cái kia vị trong mắt, không có người nào là không thể giết, cũng không có cái gì thế lực là không thể phá hủy. Huống hồ, hắn còn biết, phượng hoàng nhất tộc biến mất, cũng là vị kia làm. Toàn bộ phượng hoàng vực thế nhưng là liền con run đều bị cầm ra đến chặt thành hai nửa. Đối mặt như thế một vị thực lực mạnh, thủ đoạn lại hung ra hỏa ai không sợ đoán chừng chỉ có âm thiên đế cái kia làm can làm bậy dám cùng vị kia đối nghịch à thụ đạo nhân trong lòng thầm nhủ hắn mở miệng nói nói thật đi âm thiên đế cho tin tức của ta nói ngươi ở chỗ này thiên linh cấm địa mất đi thiên linh tiên đào ngày sau tất nhiên sẽ xuống dốc cho nên đối mặt chân thần câu duyên ta không thể nào thờ ơ hắn chậm rãi mở miệng làm người ngược lại là thành thật không có bất kỳ cái gì giấu diếm cho nên ngươi là chạy ta tới bạch văn yên lạnh lùng mở miệng ngươi muốn thương tổn mẫu thân Tiểu Linh Nhi cũng gắt gao nhìn chằm chằm thụ đạo nhân. Nghe vậy, thụ đạo nhân trên mặt đều là đẳng chát. Trước đó là, bây giờ không phải là, con mời tỉnh táo, chưa có chúng âm thiên đế mưu. Hắn bất đắc dĩ mở miệng, coi từ gì, Bạch Văn Yên không hiểu nhìn về phía hắn. Vừa mới bắt đầu, ta cũng không hiểu, vì sao biết người ở chỗ này, âm thiên đế chính mình không động thủ. Dù sao, người bây giờ rơi vào lần này tình huống, là hắn một tay đưa đến. Có thể nói, đối với chân thần cơ duyên, hắn tình thế bắt buộc, thẳng đến nhìn đến nha đầu này, là mới hiểu được. Âm Thiên Đế là muốn tìm tòi trước khi hành động. Thụ đạo nhân chậm rãi mở miệng, đang khi nói chuyện ánh mắt lại nhịn không được rơi vào Tiểu Linh Nhi trên thân. Tìm tòi trước khi hành động, Bạch Văn Yên không hiểu nhìn về phía hắn. Cái này thạch năng ngược lại là có thể hiểu được. Chỉ là thụ đạo nhân, có thể hỏi đường lại chỉ ai đây? Giới loạn hải trước nó có thể từng xuất hiện cái đại sự gì? Lại là có thể cùng với nàng có liên quan? Thụ đạo nhân không trả lời thẳng, mà chính là nhìn qua Tiểu Linh Nhi hỏi lại. Cùng chính mình nữ nhi có liên quan đại sự? Bạch Văn Yên nghe vậy, chân mày hơi nhiều lại. Yêu hư xâm phạm có thể tính một lát sau nàng nói ra yêu hư thụ đạo nhân nghe xong nhíu mày yêu hư từng đến xâm chiếm qua giới loạn hải người không biết nhìn hắn một mặt dáng vẻ nghi hoặc bạch văn yên hơi kinh ngạc thụ đạo nhân tốt xấu là thiên linh cấm địa lão tổ tông mà thiên linh cấm địa tại tiên linh rời đến cùng có bao nhiêu tai mắt ai cũng không rõ ràng bạch ngọc trước đó mang theo như 10 vạn yêu tộc đến đây giới loạn hải lớn như thế chiến trận không thể nào che giấu các đại thế lực mới đúng đặc biệt là thiên linh cấm địa loại này tiềm phục tại tiên linh giới khủng bố thế lực nhưng Thủ đạo nhân nghe xong lại là thẳng lắc đầu hắn nói, có thể hay không nói tỉ mỉ. Bạch Văn Yên nhìn hắn một cái, sau đó đem yêu hư tiến quân dưới loạn hải, cũng nhìn thấy Linh Nhi sau lại trực tiếp thổ lui sự tình nói ra. Yêu hư mất tích lão tổ tông cũng là bị vị kia cho nắm đi. Thủ đạo nhân nghe xong, tại chỗ trợn tròn mắt. Yêu hư bên trong đầu kia bạch trạch thần thú, thế nhưng là chân thật thật tiên đế trung kỳ tu vi, tăng thêm nó kinh khủng thần thông. Cho dù là đối mặt tiên đế hậu kỳ, đều có lực đánh một trận. Bây giờ đâu, lại bị vị kia cho bắt sống đi làm nãi nương ngươi vẫn là nói nói cái gì tìm tòi trước khi hành động a à? bạch văn yên nói tiếc nghe vậy thụ đạo nhân hít sâu một hơi tỉnh táo lại gật đầu như vậy lời nói liền đối mặt không có đoán sai yêu hư cũng hẳn là thu âm thiên đế chi mệnh tới đây nó mục đích có hai cái cái thứ nhất tự nhiên là người đến mức thứ hai hắn nghĩ bức vị kia xuất thủ nhìn xem vị kia thực lực cụ thể hắn chậm rãi giải, giải, thích bức lục minh xuất thủ bạch văn yên trong lòng thầm nhủ không đợi nàng tiếp lời thụ đạo nhân rồi nói tiếp có thể tiểu nha đầu này xuất hiện làm rối loạn âm thiên đế kế hoạch đồng dạng cũng để cho âm thiên đế đoán được năng là vị kia quan hệ huyết thống cho nên âm thiên đế liền đến tin tức của ngươi lại thả cho ta hắn là muốn mượn ta cây đao này tiếp tục hoàn thành yêu hư không có hoàn thành sự tình quả nhiên là giỏi tính toán á lời nói ở đây ánh mắt của hắn cực kỳ phức tạp nhìn một chút tiểu linh nhi lại nhìn một chút bạch vân yên tiếp tục nói duy nhất để cho ta không nghĩ tới chính là ngươi đúng là tiểu nha đầu này mẫu thân là vị kia thê tử đây là hắn cảm thấy lớn nhất kinh ngạc sự tình. Ngươi đã không biết, cái kia âm thiên đế đâu? Hắn có biết, hắn lại vì sao muốn đối với phu quân ta xuất thủ? Bạch Văn Yên truy vấn, âm thiên đế trước mắt hẳn còn chưa biết ngươi cùng vị kia là đạo lữ sự tình. Nếu không, lấy tính tình của hắn, khẳng định sẽ trực tiếp giết tới. Về phần hắn vì sao muốn đối với vị kia xuất thủ, tự nhiên là một núi không thể chứa hai hổ. Vị kia thực lực cường đại, không chỉ có đã thu phục được giới loạn hải, còn đem phượng hoàng tộc cũng hủy diệt. Âm thiên đế thật vất vả đưa ngươi đưa vào đầm lầy, đối với chân thần cơ duyên tình thế bắt buộc như thế nào lại bỏ mặc một vị cường đại mà người thần bí bỏ mặc thụ đạo nhân chậm rãi phân tích bạch văn yên nghe xong lại là mộng lục minh thu phục dưới loạn hải không nói còn bị phượng hoàng tộc cho hủy diệt phượng hoàng tộc bị hủy diệt sự tình nàng tự nhiên biết trong truyền thuyết phượng hoàng tộc thế nhưng là trong một đêm bị diệt đến tin tức này lúc nàng đều còn mười phần nghi hoặc hiện nay trên đời âm thiên đế không ra tình hùng dưới đến cùng là còn có người nào cái kia năng lực trong vòng một đêm đem phượng hoàng tộc tiêu diệt đây khá lắm không nghĩ tới lại là mình bên gối người làm cái kia có thể hay không đổi lấy một số thiên linh tiên đào thụ tinh thụ đạo nhân trầm mặc thật lâu mới có chút ngượng mùng mở miệng đổi cho người cũng không phải là không được có điều ta cần ngươi thiên linh cấm địa giúp ta làm việc bạch văn yên trong mắt tô ngục chuyển động một phen mở miệng nói ra ngươi nói thụ đạo nhân suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là gật đầu nói nói thật với ngươi đi phu quân bây giờ đáng lúc bế quan trùng kích chân thần cảnh không thể bị quấy nhiễu theo ngươi nói âm thiên đế còn không biết chúng ta đạo lữ quan hệ thậm chí ngay cả linh nhi là nữ nhi của ta việc này hắn cũng không biết chút nào cho nên ta cần vi phu quân tranh thủ đầy đủ thời gian tránh cho mẹ con chúng ta trở thành phu quân uy hiếp việc ngươi cần chính là phối hợp ta diễn một trận truy sát kịch sau đó lại tin cho ta một cái địa phương an toàn khôi phục tu vi đối ta tu vi khôi phục tới trình độ nhất định ta sẽ tự mình bại lộ tiếp tục hấp dẫn âm thiên để ánh mắt bây giờ vòng đi vòng lại thẳng đến phu quân ta xuất quan bạch văn yên chậm rãi nói ra thụ đạo nhân nghe xong lại là trận mắt hốc mồm vị kia vậy mà tại bế quan trùng kích chân thần cảnh bất quá suy nghĩ một chút lấy vị kia thực lực trùng kích chân thần cảnh cũng là bình thường nói cách khác vị kia bây giờ không thể ra tay nói cho ta biết loại tin tức này ngươi liền không sợ ta đối với các người mẫu nữ hai người động thủ thụ đạo nhân ngưng giọng nói bạn chuẩn bị xen tiểu ma vương gia thôn quẩy tung tiên dưới tập 117. trăm cho lấy không dám đối bạch văn yên hoặc là tiểu linh nghi động thủ cuối nguyên nhân không phải liền là sợ hãi lúc minh bây giờ bạch văn yên vậy mà chủ động nói rõ lục minh không cách nào xuất thủ cái này với hắn mà nói tuyệt đối là cơ hội trời cho chỉ muốn bắt lại bạch văn yên mẫu nữ hai người liền có thể nhường lục minh sợ ném chuột vỡ bình ngươi đều có thể thử một chút bạch văn yên nhẹ nhàng cười một tiếng có hồng yên tại nàng cũng không sợ thụ đạo nhân ngươi cũng đừng quên còn có âm thiên đế thụ đạo nhân trầm mặc một lát sau chăm chủ nói ý tứ rất đơn giản hắn có thể trực tiếp đem lục minh bạch vân yên tiểu linh nhi ba người này quan hệ tiết lộ cho âm thiên đế coi như hắn không có cách nào cầm súng bạch vân yên mẫu nữ cộng thêm một cái âm thiên đế đâu sau đó thì sao ngươi lại có thể được cái gì chỗ tốt âm thiên đế là ai người lớn nhất quá là rõ ràng hắn đắc thủ sẽ chỉ tá ma giết lừa bạch vân yên cười lạnh một tiếng ai nghe xong thụ đạo nhân thở dài một hơi não nề nhắc tới cũng là đem ba người quan hệ báo cho âm thiên đế đến lúc đó hắn cái gì cũng không biết đạt được dù sao âm thiên đế là lớn nhất dạ tâm một cái nhưng không có bất kỳ cái gì kiềm chế hắn tuyệt đối sẽ dẹp yên hết thầy chướng ngại triệt để đen tiên linh rời nắm ở trong tay cái gọi là chướng ngại chiều giới loạn hải chỗ như vậy chính là bọn hắn những truyền thừa khác xa xưa cấm địa ngươi đây là tại bức ta đứng đội a thụ đạo nhân mười phần bất đắc sĩ nói một khi trợ giúp bạch văn yên chẳng khác nào cùng âm thiên đế đối nghịch nếu như không giúp hắn hôm nay lại có thể bình yên rời đi dù sao bạch văn yên đem lục minh về quan trùng kích chân thần cảnh sự tỉnh nói hắn nghe cái kia cũng không phải cái gì nói vớ vẩn mà chính là thẻ đánh bạc của một cây đao nói cách khác bạch văn yên nói cho hắn biết tin tức này cũng là tại nói rõ hợp tác chỗ tốt bởi vì một khi lục minh trùng kích chân thần cảnh thành công khẳng định sẽ chém giết âm thiên đế làm cho này cái thời kỳ quá độ ở giữa bạch văn yên người trợ giúp hắn thiên linh cấm địa tự nhiên sẽ đạt được chỗ tốt ngược lại nếu như lựa chọn không giúp tin tức này thì là gác ở thụ đạo nhân trên cổ một cây đao dù sao bạch văn yên không thể nào nhưng hắn đem lục minh đang trùng kích chân thần cảnh tin tức còn sống mang đi ra ngoài bởi vì cái kia đối với các nàng một nhà mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt sẽ chỉ mang đến vô tận phiền phức bạch văn yên không thể phủ nhận cười cợt không có tiếp lời ta chỉ có một cái yêu cầu sự tình như thành ta hy vọng vị kia có thể đem thiên linh tiên đào trả lại thiên linh cấm địa cho dù là một đoạn có thể còn sống sót nhánh cây cũng tốt suy tư một lát sau thụ đạo nhân bất đắc dĩ mở miệng hắn cuối cùng vẫn là không dám đánh cược không dám đánh cược bạch vân yên có hay không chém giết lá bài tể của hắn nếu như không có cái kia vẫn còn tốt như từng có đối với hắn thiên linh cấm địa mà nói tuyệt đối là một trận tai họa thật lớn bởi vì một khi hắn thân tử đạo tiêu thiên linh cấm địa tuyệt đối sẽ bị âm thiên đế cho trưởng khống coi như âm thiên đế không xuất thủ vẫn còn có cấm địa đây linh nhi mẫu thân có thể muốn rời đi một đoạn thời gian bạch Vân yên đem tiểu linh nhi ôm lấy bất đắc dĩ nói âm thiên đế kiên kỵ lục minh không dám đối giới loạn hải trực tiếp động thủ đây là chuyện tốt nếu như nàng một mực đợi tại giới loạn hải, vậy coi như không phải chuyện tốt gì. Dù sao, bây giờ âm thiên đế thọ nguyên không nhiều. Nàng một mực đợi tại giới loạn hải, kết quả cuối cùng tất nhiên là âm thiên đế chó cùng rất dậu liều lĩnh đôi giới loạn hải xuất thủ. Cho đến lúc đó, lục minh xuất quan còn tốt, nếu không có xuất quan, không chỉ có nàng muốn ra chuyện, tiểu linh nhi cũng tương tự sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, lúc này biện pháp tốt nhất chính là nàng hành động, hấp dẫn âm thiên đế chú ý. Đi vì lục minh tranh thủ càng nhiều đột phá thời gian. Lại, cứ như vậy, cũng có thể tốt hơn bảo trụ tiểu Linh Nhi. Dù sao, âm thiên đế trước mắt hàng đầu mục tiêu vẫn là nàng. Anh, mẫu thân, ngươi muốn đi đâu à? Tiểu Linh Nhi nghe xong, có chút không vui nói. Ngoan, mẫu thân đi một cái địa phương an toàn. Bạch Văn Yên sờ sờ đầu của nàng, có chút đau lòng ô nhu nói. Muốn là có thể, nàng cũng không muốn cùng tiểu Linh Nhi tách ra. Có thể, hiện tại nàng không được không làm như vậy. Tốt à, mẫu thân sẽ không lại tìm không thấy á. Tiểu Linh Nhi hiểu chuyện gật đầu nói tiếp sẽ không chờ mẫu thân đến trước tiên cho người đưa tới tin tức đến lúc đó người liền đi nhìn mẫu thân có được hay không bạch văn yên đáng chắc cười một tiếng mặt mũi tràn đầy đau lòng tốt mở tay tiểu linh nhi nhu thuận gật đầu ra dao cục tay nhỏ không đúng vị kia thực lực tại âm thiên đế phía trên hắn vì sao giải quyết âm thiên đế về sau mới bế quan đâu dù sao ngươi cùng âm thiên đế trận chiến kia hắn nhưng là bị thương rất nặng Bỗng nhiên, thuộc đạo nhân phản ứng lại, ngưng tiếng hỏi. Lục Minh thực lực mạnh bao nhiêu, hắn là tận mắt chứng kiến qua. Cho dù là đỉnh phong thời kỳ âm thiên đế, đều chưa chắc là đối thủ. Càng đừng đề cập vẫn là bản thân bị trọng thương âm thiên đế đây. Tại trước khi bế quan, chuyện để đem âm thiên đế giải quyết không phải càng tốt sao? Ta cũng không biết. Bạch Vân Yên lắc đầu, đây cũng là nàng không hiểu địa phương. Phải biết, tiểu linh nhi trên thân thế nhưng là có một kiện chủ thần khí. Bây giờ, đủ loại sự tích cũng đích đích xác xác chứng minh lục minh mười phần mạnh không chút nào tại đỉnh phong thời kỳ nàng hoặc là âm thiên đế phía dưới phối hợp chủ thần khí diệt trừ âm thiên đế hẳn không phải là việc khó gì mới đúng tự như thụ đạo nhân nói như vậy diệt trừ âm thiên đế lại bế quan trùng kích khẳng định là tốt hơn hết lần này tới lần khác lục minh không có làm như vậy mà chính là lựa chọn trước trùng kích chân thần cảnh mẫu thân ta biết a à. tiểu linh nhi đột nhiên xen vào nói hả nghe vậy bạch Văn yên ánh mắt không tự chủ được rơi ở trên người nàng thụ đạo nhân cũng là như thế đúng á muốn đi giúp bà bà cùng đại ngưu ngưu thời điểm biết đến Tại hai người nhìn soi mói, Tiểu Linh Nhi gật gật đầu, nãi thanh nãi khí mở miệng, Cứu bà bà cùng đại ngưu mưu. Nghe xong, Bạch Vân Yên chân mày hơi nhíu lại, ngươi có thể cho mẫu thân nói một chút sao? Nàng truy vấn, là một cái cây. Tiểu Linh Nhi nhu thuận gật đầu, một cái cây. Bạch Vân Yên nghe xong, mày nhíu lại đến sâu hơn. Cái gì cây, có thể để cho lục minh như thế? Thủ đạo nhân nghe được cũng cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tôn thượng, là như vậy. Lúc này, Lý Tinh Nguyệt đứng ra, xen vào nói. Sau đó, nàng đem chúng thần lăng sự tình chậm rãi nói tới. Nghe xong, vô luận là thụ đạo nhân vẫn là Bạch Vân Yên, đều ngây dại. Đặc biệt là Bạch Vân Yên, nàng không nghĩ tới, chân linh giới lại còn có chỗ như vậy. Cho nên, các người theo tiểu nha đầu này đi người, đều thu hoạch được một kiện bán thần khí. Thụ đạo nhân hoảng hốt, chấn động, thật không thể tin mở miệng. Trong mắt tất cả đều là hâm mộ cùng ghen ghét. Tinh nguyệt ý của ngươi là chân chính nhường phu quần kiên kỵ, không phải âm thiên đế, mà chính là cái kia âm thần thụ. Bạch Văn Yên thì là một mặt không quan trọng mở miệng, bán thần khí mà thôi, đối người khác tôi nói có lẽ mười phần chân quý. Nhưng đối với mình nhà cái này toàn thân đều treo đầy thần khí nữ như tôi nói, cùng một đống đồng nát sắt vụn không có gì khác biệt. Hẳn là, cái kia âm thần thụ chính là bán thần tu vi, có cổ linh kỳ nguyên thời đại kinh khủng tồn tại, nội tình cực kỳ thâm hậu. Lý tinh nguyệt trọng trọng gật đầu đáp,